Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng thông tấn John Hap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đặt quân đội vào tình trạng báo động toàn diện sau khi Tổng thống Jun Sức Giêng ban bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp vào tối ngày 3 tháng 12 năm 2024 theo giờ địa phương. Các quan chức chỉ huy chủ chốt của mỗi đơn vị quân đội đã khẩn trương trở về đơn vị của mình để tăng cường cảnh giác, chuẩn bị và đánh giá tình hình quân đội đã ra lệnh cho các chỉ huy từ cấp tiểu đoàn trường trở lên trong tình trạng sẵn sàng khẩn cấp. Tất cả nhân viên của Bộ Quốc phòng cũng đã được lệnh phải có mặt để làm việc. Cấp chỉ huy tiểu đoàn trở lên được lệnh dự phòng khẩn cấp máy bay chiến đấu xuất kích. Hầu hết các lực lượng không quân dự phòng khẩn cấp, chẳng hạn như máy bay chiến đấu, đã xuất kích và thực hiện các nhiệm vụ tuần tra và giám sát trên không. Hàng thông tấn trôn háp thời điểm đó đưa tin rằng Bộ Quốc phòng đã triệu tập cuộc họp của các chỉ huy chủ chốt, ban hành chỉ thị tăng cường cảnh báo khẩn cấp và chuẩn bị sẵn sàng trong toàn quân đội quân đội Hàn Quốc đã tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động của quốc hội, phong tỏa lối vào nhà quốc hội, các thành viên của quốc hội dường như bị cấm vào tòa nhà. Quốc hội Hàn Quốc ngay sau đó đã gửi thông báo chính thức tới Tổng thống Jun Suk Yeol và Bộ Quốc phòng nước này yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật ngay lập tức. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối tuân thủ yêu cầu của quốc hội, tuyên bố lệnh thiết quân luật do Tổng thống Jun Suk Yeol ban hành sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi ông chính thức dỡ bỏ. Trong phiên họp toàn thể của quốc hội, nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật đã được thông qua với 190 phiếu có mặt, 190 phiếu tán thành, 18 nghị sĩ thuộc phe Tân Hàn, trên Hàn Đông Hùn và 172 nghị sĩ đối lập đã tham gia bỏ phiếu thông qua. Chủ tịch Quốc hội Gu Won Sik phát biểu, theo quyết định của Quốc hội, Tổng thống phải ngay lập tức dỡ bỏ thiết quân luật. Giờ đây, tuyên bố thiết quân luật là vô hiệu. Điều 77 đoạn 5 của Hiến pháp quy định, khi Quốc hội yêu cầu dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật, với sự chấp thuận của đa số thành viên đã đăng ký tổng thống sẽ dỡ bỏ nó chủ tịch quốc hội Gu Won Sik cho biết quốc hội sẽ có biện pháp đối phó theo thủ tục hiến pháp để đáp lại tuyên bố thiết quân luật của tổng thống Jun Suk-jeong ngay sau đó tổng thống Hàn Quốc đã thông báo sẽ dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật ông cho biết các binh sĩ được điều động để thi hành thiết quân luật đã trở về căn cứ trong một động thái nhằm khôi phục trạng thái bình thường thông cáo của tổng thống Jun Suk-jeong cho biết tôi đã tuyên bố tình trạng thiết quân luật với sự kiên định bảo vệ đất nước trước các thế lực chống phá đang tìm cách làm tê liệt chức năng thiết yếu của quốc gia và trật tự hiến pháp của nền dân chủ tự do. Nhưng do quốc hội yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật, tôi đã rút quân được huy động để thi hành thiết quân luật. Thiết quân luật sẽ được dỡ bỏ ngay lập tức bằng cách chấp nhận yêu cầu của quốc hội thông qua cuộc họp của hội đồng nhà nước nội các. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu quốc hội chấm dứt ngay những hành động liều lĩnh làm tê liệt chức năng của nhà nước thông qua việc liên tục luận tội, thao túng lập pháp và thao túng ngân sách. Các chuyên gia cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng ở Hàn Quốc có thể leo thang thành bất ổn chính trị sâu sắc, đặc biệt nếu quốc hội và tổng thống tiếp tục bất đồng quan điểm với nhau. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố thiết quân luật trong bài phát biểu bất ngờ trên truyền hình lúc đêm khuya ngày 3 tháng 12, chỉ trích phe đối lập và gây chấn động khắp cả nước. Trong bài phát biểu tuyên bố thiết quân luật, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cáo buộc đảng đối lập dùng việc ngăn chặn ngân sách làm vũ khí chính trị cũng như luận tội nhiều quan chức khiến nhánh hành pháp bị tê liệt. Tính cho đến nay, Quốc hội đã khởi xướng 22 động thái luận tội đối với các quan chức chính phủ kể từ khi chính phủ này của chúng ta được thành lập. Và từ tháng 6, khi Quốc hội khóa 22 ra mắt, họ đang theo đuổi việc luận tội người thứ 10. Đây là tình huống chưa từng có tiền lệ tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, cũng như chưa từng xảy ra ở nước ta kể từ thời điểm lập quốc. Hệ thống tư pháp hiện đang bị tê liệt khi có nhiều lời đe dọa nhằm đến các thẩm phán, cũng như nỗ lực buộc tội các công tố viên. Hơn thế nữa, đã có những nỗ lực được thực hiện nhằm luận tội Bộ trưởng Bộ Nội vụ và An toàn, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, Chủ tịch Ban Kiểm toán và Thanh tra và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và những việc này cũng đang làm tê liệt nhánh hành pháp. Ngân sách quốc gia đã bị cắt giảm nghiêm trọng với các ngân sách chính cho các chức năng cốt lõi của nhà nước, chẳng hạn như việc phòng chống tội phạm ma túy và duy trì an toàn công cộng bị cắt giảm hoàn toàn. Điều này làm suy yếu chức năng thiết yếu của nhà nước và biến Hàn Quốc thành thiên đường ma túy, cũng như trở thành một quốc gia với khủng hoảng công cộng chế độ độc tài lập pháp của Đảng Dân Chủ, vốn sử dụng cả ngân sách làm phương tiện đấu tranh chính trị, đã không ngần ngại luận tội cả ngân sách. Quốc hội nước ta hiện nay đã trở thành sao huyệt tội phạm, qua hành động làm tê liệt các cơ quan tư pháp và hành pháp bằng chế độ độc tài lập pháp và âm mưu lật đổ hệ thống dân chủ tự do. Quốc hội lẽ ra phải đóng vai trò là nền tảng của nền dân chủ tự do, nhưng hiện đã biến thành một con quái vật đang phá hủy chính hệ thống đó. Hàn Quốc đang trong tình thế khó khăn khi đất nước có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào và đang trên bờ vực của sự hủy diệt. Sau khi Hàn Quốc tuyên bố thiết quân luật, vài giờ đồng hồ sau đó, 190 trên 300 nghị sĩ đã tới nhà quốc hội để bỏ phiếu ngăn chặn mệnh lệnh của ông Jun. Tuy nhiên, một số nghị sĩ đã phải treo tường đi vào tòa nhà lập pháp sau khi quân đội chặn lối vào chính. Ông Lee Jae-myung, lãnh đạo Đảng dân chủ đối lập Hàn Quốc, đã phát trực tiếp cảnh mình trèo qua hàng rào để vào được tòa nhà quốc hội. Đoạn video ông Lee trèo rào vào trong đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Ngoài ra, nghị sĩ Lee Seong-jun thuộc Đảng Dân Chủ Đối Lập nói với BBC rằng ông vào được hội trường quốc hội chính nhờ treo qua hàng rào cao 1,5 mét. Trước đó, ông bị cảnh sát chặn không cho vào bằng cửa chính dù ông mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh mình là một nhà lập pháp. Ngay sau động thái của ông Jun, ông Lee Jae-myung cho rằng hành động này là vi hiến. Ông nói, cảnh báo nền kinh tế Hàn Quốc có thể đối mặt với diễn biến tiêu cực. Tổng thống Jun tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp mà không có lý do. Xe tăng, xe bọc thép và binh lính với súng ống sẽ sớm kiểm soát đất nước. Vừa qua, cơ quan báo chí của Lữ đoàn 14 Chervona Kalina thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy lữ đoàn này đã đánh bại nhóm tấn công của Nga với sự hỗ trợ của xe thiết giáp BTR-4 tại mặt trận Pokrov. Theo video, một nhóm binh sĩ bộ binh Nga đã bị trinh sát trên không của tiểu đoàn đặc nhiệm số 1 phát hiện, sau đó một chiếc BTR-4 tiến tới và chút hỏa lực mạnh. Kiếp điều khiển của BTR-4 mặc dù gặp phải một số trục trặc nhất định với hệ thống điều khiển, vẫn kịp bắn pháo tự động 30mm vào các địa điểm trong rừng, nơi lực lượng bộ binh Nga tập trung trước cuộc tấn công. Đơn vị này sau đó cho biết, sự phối hợp giữa các đơn vị, tốc độ và độ chính xác đã dẫn tới kết quả là bộ binh Nga đang chuẩn bị xông vào các vị trí của Ukraine bị đẩy lui. Nỗ lực tấn công thất bại và đối phương đã chịu thiệt hại nặng nề tại vùng Donetsk. Theo trang quân sự Military Today, BTR-4 là xe chiến đấu bộ binh được Ukraine đưa vào trang bị trong quân đội từ năm 2014 nhằm mục đích chở binh sĩ trên chiến trường. Xe có khối lượng khoảng 18 tấn, dài 7,65m, rộng 2,9m, cao 2,86m. Kiếp điều khiển có 3 người gồm trưởng xe, xạ thủ và lái xe. Khoang sau đủ rộng để chở 7 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Khi cần triển khai bộ binh trên chiến trường, kiếp lái sẽ cho mở cửa ở phía sau xe, BTR-4 được trang bị một pháo tự động A-272 cỡ nòng 30 mm và một súng máy cỡ nòng 7,62 mm để chống lại bộ binh hoặc xe thiết giáp hạng nhẹ của đối phương. Tuy nhiên, vũ khí nguy hiểm nhất của BTR-4 lại là bốn quả tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser barrier được trang bị đầu đạn nổ lại tandem để đối phó giáp phản ứng nổ ERA lắp bên ngoài xe tăng hoặc xe thiết giáp đối phương. Ngoài ra, BTR-4E được trang bị nhiều loại vũ khí với hỏa lực chính được lắp trên tháp là một khẩu pháo tự động ZTM1 30mm. Vũ khí thứ hai của tháp pháo bao gồm một súng máy KT hoặc PKT 7,62mm, một súng phóng lựu tự động AG-17 30mm được gắn ở bên trái của vũ khí chính. Được biết, hồi tháng 3 năm nay, quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy gần hết các xe thiết giáp BTR-4 thuộc nhiều phiên bản khác nhau được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Số lượng còn lại ước chừng chỉ khoảng 20 chiếc trong tổng số hơn 100 xe từng được chế tạo. Tuy nhiên, đến tháng 6, trên sóng truyền hình Army TV, người dẫn chương trình Shohi Lipko đã thông báo việc sản xuất BTR-4 vẫn tiếp tục, bất chấp các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng công nghiệp quốc phòng Ukraine. Những chiếc thiết giáp nói trên đã tham gia tích cực vào các mặt trận ở tiền tuyến, với tư cách như một chiếc taxi chở quân đội, kiêm phương tiện yểm trợ hỏa lực hạng nặng rất đáng tin cậy. Thực tế trên bác bỏ thông tin mà báo chí Nga vẫn đăng tải đó là thiết giáp BTR-4 gần như đã biến mất khỏi đội hình tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine vào thời điểm hiện tại. Trong cuộc họp các ngoại trưởng NATO diễn ra tại Brussels mới đây, NATO được cho là khó có khả năng đáp ứng lời kêu gọi của Ukraine về việc mời nước này gia nhập. Điều này đã làm tiêu tan hy vọng của Kiev về động lực chính trị trong cuộc xung đột với Nga, trong khi nước này đang chật vật trên chiến trường và trông chờ vào sự trở lại của Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng. Trong bức thư gửi tới các đối tác NATO gần đây, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Shibiha nhấn mạnh, lời mời gia nhập sẽ loại bỏ một trong những lý do chính mà Nga sử dụng để biện minh cho cuộc xung đột, ngăn Ukraine gia nhập liên minh quân sự này. Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy 32 thành viên NATO đạt được sự đồng thuận cần thiết để thông qua quyết định này trong cuộc họp các ngoại trưởng ở Bruxelles dưới điều năm của Hiệp ước Phòng thủ chung NATO, các thành viên cam kết coi cuộc tấn công vào một nước là tấn công vào toàn bộ liên minh và sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gợi ý về việc đưa các vùng lãnh thổ hiện nay do chính phủ Kiev kiểm soát về dưới chiếc ô NATO có thể chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc xung đột. Nhận định này được đưa ra khi Ukraine đang đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt trên chiến trường. Trong khi quân đội Nga tiến công như Vũ Bão ở phía Đông và các cuộc không kích nhắm vào hệ thống năng lượng của Kiev, kể cả khi NATO tuyên bố việc Ukraine gia nhập liên minh là không thể đảo ngược, song vẫn chưa đưa ra lời mời chính thức hay lộ trình cụ thể cho Kiev. Bên cạnh đó, bất kỳ quyết định nào cũng phụ thuộc phần lớn vào Mỹ, vốn là quốc gia có vai trò lớn nhất trong NATO, rồi sẽ sớm trở thành vấn đề liên quan đến ông Donald Trump khi ông nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm 2025. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã vừa công bố có viện trợ vũ khí mới trị giá 725 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden nhận thức rõ, bất cứ động thái lớn nào liên quan đến Ukraine đều cần có sự ủng hộ của chính phủ kế nhiệm để đảm bảo tác động lâu dài. Ukraine là một trong những chủ đề được thảo luận gần đây giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và người kế nhiệm Mike Wong, song mức độ đồng thuận giữa chính quyền hiện tại và sắp tới vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chỉ trích quy mô viện trợ của Mỹ dành cho Kiev, đồng thời tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột trong một ngày. Tuy nhiên, ông Trump chưa đưa ra kế hoạch chi tiết về cách giải quyết xung đột này. Ngoài ra, một số thành viên NATO công khai phản đối việc Ukraine gia nhập liên minh, trong khi một số thành viên khác tỏ ý rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp. Trên Newsweek vừa qua, chuyên gia Emin Kastehemi thuộc nhóm Blackbird Group có trụ sở tại Phần Lan cho biết Ukraine đã trải qua 3 tháng khó khăn khi quân đội Nga giành được lợi thế trên khắp các mặt trận và có khả năng sẽ tiếp tục trong suốt mùa đông. Từ đó, ông nhận định xu hướng này rất đáng lo ngại và không có lý do gì để mong đợi tình hình sẽ lắng dịu vào tháng 12. Trong 3 tháng vừa qua, tính đến tháng 12 năm 2024, quân đội Nga đã kiểm soát được khoảng gần 1.600 km2 ở Ukraine và 492 km2 ở tỉnh Kursk, nơi Kiev từng tiến hành cuộc đột kích hồi tháng 8 nhưng đã mất đi sườn phía tây cũng như các vị trí ở khu vực Donbass. Mặc dù chịu tổn thất nhất định, nhưng điều đó không giúp Kiev ngăn cản được đà tiến công của Nga và Ukraine đã trải qua một mùa thu ảm đạm. Cuộc tấn công của Nga tập trung xung quanh trung tâm hậu cần Donetsk và Pokrov cũng như khu Rakhov. Moscow còn đã kiểm soát được Uleda vào tháng 10 và nhanh chóng tiến đến Velika, Novosinka. Theo đó, ông Henry nói với Newsweek, Ukraine đã gặp vấn đề trong việc ổn định mặt trận ở đây trong một thời gian dài và vào tháng 11, nhịp độ tấn công của Nga thậm chí còn tăng nhanh hơn tháng 9 và tháng 10. Theo chuyên gia này, nếu cho rằng Nga có đủ nhân lực và trang thiết bị trong những tháng tới, có khả năng họ sẽ tiếp tục tấn công dữ dội. Không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẽ hụt hơi trong tương lai gần. Hiện nay, Ukraine vẫn thành công giữ được trục Torres, Chasubza, ngăn chặn quân đội Nga tiến xa hơn về phía bắc Donetsk. Có rất ít thay đổi ở mặt trận xa hơn về phía nam tại Zaporizhia. Tuy nhiên, nhà quan sát Kastehemi cho biết các lực lượng của Moscow có khả năng sẽ tiếp tục tấn công theo hướng Bokrov, Velika Novosinka và có thể sớm kiểm soát thêm gần 700 km vuông lãnh thổ. Từ đó, ông Kastihemi nhận định, rất có thể Nga sẽ cố gắng phá vỡ các phòng tuyến của Ukraine ở Chasubza và Torres, vì điều đó cho phép họ tiến về phía các thị trấn quan trọng nhất vẫn còn ở Donetsk, đầu tiên là Kostiantynivka. Tôi tin là chiến dịch sẽ diễn ra theo hướng Nam, và chúng ta sẽ chứng kiến cuộc giao tranh ở Bokrov trong những tháng tới đồng thời lưu ý rằng Ukraine đang gặp vấn đề liên tục về tình trạng thiếu hụt nhân lực. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa qua bất ngờ cho biết Kiev có lẽ cần các biện pháp ngoại giao để có lại một số vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, khi ông thừa nhận rằng quân đội của ông thiếu sức mạnh để làm điều đó. Điều này đánh dấu sự thay đổi so với các tuyên bố trước đây của Kiev rằng sự toàn vẹn lãnh thổ là trọng tâm của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.